Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 22 tháng 11. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì chúng ta đều thấy rằng những thông tin liên quan đến Philippe Trousset về cái cách sử dụng nhân sự của ông ấy trong trận đấu với đội tuyển Iraq đã mang đến rất nhiều những ý kiến trái chiều, và đặc biệt liên quan đến cầu thủ Hoàng Đức thì cũng để lại quá nhiều những cái sự chỉ trích đến từ chính các cổ động viên, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và đặc biệt vừa qua thì chính Hoàng Đức cũng đã bắt đầu lên tiếng rồi. Cậu ấy đã gửi một thông điệp rất đặc biệt đối với ông Philippe Trousset sau khi mà không được ra sân ở hai trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì đội tuyển Việt Nam đã chơi hai trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ hai World Cup 2026 ở khu vực châu Á, mà đoàn quân của ông Philippe Trousset thì đã đánh bại được đội tuyển Philippines với tỷ số đó là 2-0 ở trong trận đấu ra quân, dù chúng ta phải thi đấu ở trên sân khách. Nhưng sau đó khi mà thi đấu ở trên sân nhà thì đội tuyển Việt Nam lại nhận một thất bại chung cuộc đáng tiếc, thực sự đáng tiếc, với tỷ số 0-1 trước đội tuyển Iraq. Và đáng chú ý, ở trong trận đấu vừa qua thì thậm chí Hoàng Đức, một trong những cầu thủ được đánh giá rằng là hay nhất của bóng đá Việt Nam ở trong thời điểm hiện nay, thì lại không được ra sân bất cứ một phút nào ở cả hai trận đấu vừa qua cả. Và đặc biệt khi mà lý giải về việc không sử dụng Hoàng Đức trong cả hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 vừa qua, thì ông Philippe Trousset thậm chí còn cho biết đó là tiền vệ Hoàng Đức vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn theo mong muốn của ông ấy. Và ông ấy cũng đã nói như thế này: chúng ta cần nhìn nhận khách quan rằng là chúng ta hay đặt phẩm chất cầu thủ lên trên tập thể. Với màn trình diễn như vậy thì chúng ta có thể đánh bại được các đối thủ ở Đông Nam Á thôi. Tuy nhiên khi đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu lục như là đội tuyển Iraq thì không thể trông đợi vào phẩm chất cá nhân của những cầu thủ, mà cần sự đồng bộ của một tập thể, nhất là di chuyển không bóng. Hiện tại với tôi thì Hoàng Đức không đáp ứng được cái điều này. Tôi biết cậu ấy có thể giành quả bóng vàng Việt Nam năm nay, thì tôi hy vọng rằng cậu ấy hiểu được là tôi muốn cậu ấy phải làm tốt hơn. Và sau khi mà có rất nhiều những chia sẻ đến từ chính Philippe Trousset, thì Hoàng Đức vừa qua đã có hai cái dòng trạng thái chia sẻ. Thứ nhất là Hoàng Đức đã có một cái dòng trạng thái rằng sẽ khẳng định luôn luôn nỗ lực hết mình vì màu áo, với màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó là một khẩu hiệu quyết tâm, Hoàng Đức có đính chính một cái lá hình tổ quốc đang tung bay. Và đương nhiên đó là một trong những thông điệp về việc là cậu ấy đang sẵn sàng trở lại một cách mạnh mẽ hơn nữa, và muốn gửi tới với Philippe Trousset cũng như các cầu thủ bóng đá Việt Nam là cậu ấy luôn luôn sẵn sàng. Thì sau đó thôi, khoảng độ cuối giờ chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được một cái dòng trạng thái đến từ Hoàng Đức. Thì cậu ấy lại có một chia sẻ có vẻ như rất buồn như thế này: đó là biết làm sao được. Và cái câu chuyện biết làm sao được ở đây thì chúng ta đều biết rằng là thực sự Hoàng Đức vẫn là một trong những cầu thủ tôi nghĩ rằng là toàn diện bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Còn nói về cái cách di chuyển như thế nào, phù hợp như thế nào thì chúng tôi cũng chẳng rõ. Đó là cái cách nhìn của ông Philippe Trousset thôi. Nhưng với Hoàng Đức rõ ràng là cậu ấy phù hợp cho một trận đấu vừa qua khi mà đối đầu với cả Iraq. Còn Philippines thì đúng, với nhiều người thì nói rằng có lẽ rằng chúng ta cũng không cần phải dùng đến dao mổ trâu để mà thịt gà. Vì vậy mà Hoàng Đức có lẽ rằng cái trận đấu vừa qua không ra sân gặp Philippines theo nhiều người thì cũng là do là để giữ sơ sân, giữ sức cho cái trận đấu gặp Iraq thôi. Nhưng cuối cùng thì điều đó lại khiến cho nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng khi mà Hoàng Đức không được ra sân bất cứ một phút nào. Dù có rất nhiều những thời điểm là nhiều cổ động viên đang cực kỳ mong muốn nhìn thấy Hoàng Đức thi đấu ở trên sân để làm thay đổi cục diện và giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta cân bằng được thế trận hơn. Nhưng cuối cùng thì điều đó không xảy ra. Và chính cái điều đó đã khiến cho nhiều cầu thủ chúng ta đã bị đau, đã bị chuột rút vì bị quá tải. Thực tế Hoàng Đức có nói rằng biết làm sao được thì đây là một dòng trạng thái tôi tin rằng là cậu ấy cũng đang rất buồn. Cậu ấy không tin rằng là với bản thân của mình, sự nỗ lực, sự cống hiến, cố gắng, nỗ lực trong cả một năm trời vừa qua, thứ hai nữa được đánh giá là một cầu thủ rất là đặc biệt, rất tốt của bóng đá Việt Nam, nhưng cuối cùng thì lại không được ra sân, và thậm chí lại bị chính thuyền trưởng, người thầy của mình nói rằng là không đủ năng lực để mà thi đấu, để mà cạnh tranh kể cả với những cầu thủ còn trẻ, những người đàn em ở trên đội tuyển như là Thái Sơn hay Khuất Văn Khang, rồi họ cũng đã được ra sân, nhưng Hoàng Đức thì không, cậu ấy không được ra sân. Vì vậy mà mặc dù trước đó một cái dòng trạng thái thực sự quyết tâm, nhưng sau đó thì lại là một cái dòng trạng thái cực kỳ buồn đến từ Hoàng Đức, đó là biết làm sao được, thì cho thấy được rằng rõ ràng là Hoàng Đức đang rất buồn. Vừa qua xin khẳng định lại một điều rằng là chẳng ai chê trách những cầu thủ chúng ta đâu, kể cả những cầu thủ trẻ. Họ đã quá nỗ lực, đã quá cố gắng rồi. Chúng ta nhìn thấy họ nằm sân như vậy, chúng ta nhìn thấy họ bị chuột rút, đau đớn như vậy.
và thi đấu nỗ lực kiên cường đến phút 90+6 và nhận một thất bại chung cuộc rất đáng tiếc ở những giây phút cuối cùng thôi. Chẳng ai trách những cầu thủ cả. Tôi tin rằng là với những sự nỗ lực đó thì tất cả các cổ động viên cũng đều nhìn thấy một cách rất rõ ràng rồi. Đó là việc những cầu thủ đã thi đấu vô cùng nỗ lực, rất đáng khen ngợi rồi. Nhưng rõ ràng là cái cách sử dụng nhân sự của ông Philippe Trucci, và ông nói rằng là không có sự đồng bộ trong cái sự di chuyển mà Hoàng Đức không thể có được giống như những gì ông ấy mong muốn, thì không biết rằng có đúng hay không. Nhưng tất cả chúng ta cũng đã nhìn thấy, rõ ràng cầu thủ đã nỗ lực hết mình, nhưng sự thay đổi người có vẻ như không chính xác, đã khiến cho đội tuyển của chúng ta đã bị hụt hơi và chúng ta đã nhận một trận thua có thể nói rằng là cực kỳ đáng tiếc, đúng không ạ? Những sai lầm đã được chỉ ra và chúng tôi thì cũng nhận được một thông tin rất đặc biệt liên quan đến những cái sai lầm của ông Philippe Trucci. Một tờ báo có chỉ ra rất rõ như thế này và chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây thôi. Thứ nhất là họ có nói về câu chuyện đó là ông Philippe Trucci có chê mặt sân xấu, thì có đưa ra một phân tích như thế này. Nó là sân xấu đối với chúng ta thì đối với người thì cũng xấu thôi. Bởi đặc biệt đối với đội tuyển Iraq thì đây là một trong những đội bóng Tây Á, họ cũng luôn luôn sử dụng một cái lối chơi rất là kỹ thuật, rất kỹ thuật. Vì vậy mặt sân xấu thì cũng là xấu dành cho cả đối thủ thôi. Và thứ hai nữa đó là việc họ nói rằng là ông thay người quá sớm để rồi cuối trận đến những cầu thủ chấn thương la liệt ra, hết cả quyền thay người. Thương binh thì không đá đấm được cái gì nữa cả. Và mọi người còn nhớ trận U22 Việt Nam gặp Indonesia tại SEA Games không? Đội tuyển U23 Việt Nam chơi hơn người nhưng cuối cùng thì vẫn để thua và cái cảm giác đau đớn đó hiện nay vẫn còn. Thứ ba nữa họ đưa cho một cái thông tin như thế này là rõ ràng ông Philippe Trucci đọc trận đấu thật sự là rất yếu. Trận đấu với đội tuyển Iraq cường độ cao, đội Iraq mạnh hơn chúng ta về thể hình, thể lực mà ông không biết bố trí những cầu thủ phân phối sức lực ra sao dành cho đội tuyển Việt Nam để mà hợp lý nhất. Và thứ tư là trận nào gặp Iraq này ông không sử dụng những cầu thủ giỏi như là Hoàng Đức. Và ông chê Hoàng Đức không đáp ứng được chuyên môn, triết lý của ông không bằng những cầu thủ trẻ ông chọn. Ông tưởng là người hâm mộ không ai biết gì về bóng đá à? Chỉ một mình ông biết, ông nói gì thì nói. Và thứ năm, theo tôi tiếng Philippe Trucci thích thể hiện cái tôi của ông thì đúng hơn. Ông chọn những cầu thủ này và đá đấm kiểu này thì làm sao mà tham dự World Cup 2026 được. Và thứ sáu là thấy tỷ số thua Việt Nam của chúng ta vừa qua với tỷ số 0-1 tưởng là hay. Iraq mà tận dụng tốt cơ hội thì Việt Nam ít nhất là cũng phải thua 3 bàn. Và thứ 7, đó là trận thắng Philippines vừa qua thì Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-0. Đó cũng là pha làm bàn khá là may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là những gì mà một tờ báo mà chúng tôi có đọc được ở trên mạng, đó là trang tin tức Vĩnh Phúc. Đương nhiên thì cũng khá nhiều những lời lẽ cay đắng dành cho ông Philippe Trucci, nhưng đó cũng là những điều chính xác thôi. Và thực tế vừa qua chúng ta phân tích với nhau rất là nhiều rồi. Một trận đấu mà thực tế mà mặt tỷ số là một trận đấu mà chúng ta có thể chấp nhận được. Rõ ràng thua với tỷ số 0-1 ở trong phút 90+6 thì đó là một điều rất đáng khích lệ rồi. Nhưng nếu mà chúng ta có thể là thay đổi người nó chính xác hơn một chút để khiến cho những cầu thủ của chúng ta không bị đuối mặt thể lực một cách rõ rệt như vậy ở trong những phút cuối, thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể đứng vững và chúng ta hoàn toàn có thể giữ lại được một điểm ở trên sân Mỹ Đình trong trận đấu vào tối ngày 21 tháng 11 vừa qua, đúng không ạ? Còn kính thưa quý vị, một thông tin cũng rất nóng đó là vừa qua thì ông Manok Pukin đã chính thức chia tay đội tuyển Thái Lan và người bổ nhiệm cho ông ấy chính là người Nhật Bản, có một cái hồ sơ có thể nói rằng là rất khủng. Thực tế vừa qua với bóng đá của Thái Lan thì thông tin ông Manok Pukin chia tay đội tuyển quốc gia nước này thì cũng đã rộ lên rất nhiều rồi sau trận thua trước đội tuyển Trung Quốc, một trận đấu mà chắc chắn là Thái Lan cần phải có ít nhất là một điểm hoặc là một trận thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, bởi ở bảng đấu này còn có Hàn Quốc nữa. Và mặc dù vừa qua thì chiến thắng trước đội tuyển Singapore với tỷ số 3-1, thế nhưng ông Manok Pukin vẫn phải chia tay đội tuyển Thái Lan. Và những thông tin vừa qua nhiều người có nói về việc là thầy Park sẽ đến để thay cho ông Manok Pukin, và thậm chí có một số nhà báo còn nói rằng thầy Park sẽ phải mất mát rất nhiều khi mà dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và cho rằng điều đó là hoàn toàn sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng thì không phải, thầy Park không dẫn dắt đội tuyển Thái Lan mà đó là một huấn luyện viên người Nhật Bản. Một đội viên mà cũng có rất nhiều những thành tích rất đáng mong chờ, cũng giống như là ông Akira Nishino trước đây ấy, cũng có rất nhiều thành công và cũng đã dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, và sau đó rồi chúng ta đã biết chia tay Thái Lan trong vòng chỉ có khoảng 6 tháng trời thôi, với những thành công không thành công, với những trận đấu thất bại cùng với cả đội tuyển Thái Lan. Còn với ông Manok Pukin thì thông tin chúng tôi nhận được đó là ông ấy sẽ quay trở lại Việt Nam để dẫn dắt câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin rất là đặc biệt, đúng không ạ? Một sự quay trở lại với một đội bóng cũ, đó là câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh,
thay cho ông Vũ Tiến Thành. Vậy vừa qua đôi bên thì không có được tiếng nói chung và cuối cùng thì cũng đã phải nói lời chia tay. Đây là một thông tin rất đặc biệt và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ông Manu Booking khi mà trở về Việt Nam dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì ông ấy sẽ có những màn thể hiện như thế nào. Liệu rằng có giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thay ra đổi thịt, đổi vận hay không thì hãy cùng chờ đợi nhé. Còn một thông tin nữa, đó chính là việc vừa qua thì Bầu Đức, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức cũng đã được bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam chiếu cố, thực ra là chiếu cố khi mà cho phép đổi tên, đó là LB Bank Hoàng Anh Gia Lai. Và vừa qua thì Hoàng Anh Gia Lai cũng đã ngay lập tức được bên phía cái công ty tài trợ của mình, họ đã tài trợ cho một số tiền là thưởng cho 500 triệu đồng cho cái mùa giải sắp tới. Và đây chắc chắn sẽ là một trong những thông tin rất vui dành cho Bầu Đức, bởi những khó khăn thì cũng đã vượt qua và chúng ta hãy cùng chờ đợi với Bầu Đức ở mùa giải V-League 2023-2024 nhé. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào với những cái thông tin mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Bóng Đá HTV một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.